Hello, em xin chào tất cả các bác quý anh chị nhé. Hôm nay em lại có một sản phẩm của hàng hàng Tiệp mọi người ạ. Đây là bộ pha lê của Tiệp mọi người. Hôm nay em có bộ pha lê Tiệp để lên khoe với mọi người và xem có ai có nhu cầu thì cứ liên hệ với em để em chuyển về Việt Nam cho mọi người. Đây, đây là cái ly của nó. Cái bộ này thì là nó có 6 cái ly và một cái ấm cho mọi người nhá. Hàng của Tiệp khắc nhá mọi người nhá. Đây. Cái này là em quay này thì là nhìn nó bị ngược mất, mọi người không đọc được. Nhưng nó là made in của Tiệp nhá mọi người nhá. Đây là cái này là cái ấm của nó. Cái này để chung để chất rượu đây mọi người. Em phải đánh nghiêng này quay cho nó dễ. Đấy. Bộ pha lê này màu xanh quá là đẹp luôn mọi người. Đây là cái nắp của nó mọi người nhé. Sorry mọi người nhé. Không biết là ai chắc là em quay này có người xem đến đoạn này là đã muốn lấy của em rồi, em hắc xì luôn đúng không? Đấy, đây là nguyên một bộ của nó gồm có 6 chiếc ly và một cái ấm, một cái chum. Đấy. Đây mọi người, ở đây em quay ở dưới đáy này nữa, đó pha lê mọi người rất là đẹp luôn, không bị sứt mẻ lỗi lầm gì nhá mọi người nhá. Đây có cờ của Tiệp luôn mọi người. Này là bọc đồng nhá mọi người nhá. Không biết có phải bọc đồng hay là nó vẽ đồng lên, cái này thì em cũng không có kinh nghiệm, em cũng không biết lắm. Nhưng khả năng là nó vẽ phủ đồng lên mọi người ạ. À đây là cái ly của nó khi đóc vào như này. Cầm này mọi người. Chót rượu làm vài ly rượu Tây mọi người. Đồ Tây thì đi uống với rượu Tây mà uống rượu ta cũng được mọi người ạ. Bây giờ em đo kích thước cho mọi người nhé. Chiều cao của cái ly này là 8,6 mọi người ạ. Đấy, chiều cao của nó là 8,6. Miệng của nó đây mọi người. Miệng của nó 4 nhé mọi người nhé. Miệng của nó 4. Đây. Mọi người ai muốn mua thì sưu tầm về để chuẩn bị đón Tết, mọi người cứ liên hệ với em qua số điện thoại Zalo là 0962 949 668 mọi người nhé. Chiều cao tổng thể của em này là 29 mọi người nhé. Chiều cao tổng thể là 29. Chiều cao lên cái chỗ cái miệng này. Em bỏ này ra, chiều cao lên chỗ cái miệng này là 23 mọi người nhé. Chiều cao miệng là 23. Đây, cái này của nó là 9 mọi người. Đấy, và 9. Miệng của nó, em xem đo miệng này. Miệng của nó cũng là 4 nhé mọi người nhé. Miệng 4, em đo vòng bụng của nó xem như nào. Em lấy cái thước này em đo. Bụng của nó là 29 nhé mọi người nhé, 30. Bụng của nó, vòng bụng của nó là 30 mọi người ạ. Bây giờ em quay lại cho mọi người một chút ở chỗ này nữa đấy. Nó như này nhé mọi người. Mọi người ai mà muốn mua thì cứ liên hệ với em qua số điện thoại Zalo là 0962 949 668 mọi người nhé. Thôi, một lần nữa cho em gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người đã xem video của em nhé mọi người nhé. Thôi, em xin chào tất cả mọi người nhé. Bye bye mọi người.